Ở Mỹ người ta làm nail rất là nhiều các bạn. Để có một bàn tay đẹp thì như vậy thì phải cần một có một cái máy. Cái máy đó là một cái máy hơ tay thì nó cũng hay hư hỏng lắm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa cái máy hơ tay Rồi nha. mình bữa nay mình sửa cái máy hơ tay. Cái máy này hơ tay của tiệm nail đó. Thì pin mình mua từ Amazon về. Amazon về. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra cách là mình mở hai con ốc dưới này. Đây một con ốc. Đây một con ốc. Là lúc đó mình sẽ mở được cái này lên ha. Ok, mình sẽ mở được cái này lên. Và còn có những con ốc dưới này nữa. Đây con ốc đó nè. Đây con nữa nè. Cái máy hơi này á, là nó hoạt động nhưng mà nó không có giữ lâu, nó không có giữ lâu, nó mau lắm. Để vô là nó đã sụp sụp pin xuống liền ha, nó sụp pin xuống liền luôn. Nó hơi được chút xíu thôi là nó hết pin. Bây giờ mình chỉ thay pin nó thôi ha. Cách thay pin thì cũng đơn giản thôi. Giờ mình mở lại. Trong đây bên trong nó sẽ có một pin như thế này nè, tắt nguồn. Mình sẽ để vô đây, mở này lên. Thì nó có hai cái chấu này. Đây, cái chấu này là mình lấy ra, chỉ việc lấy ra thôi. Rồi mình sẽ thay. Đây nó có gồm có 6 cục pin ha, 6 cục pin. Rồi mình sẽ lấy 6 cục pin này ra mình để vô. Cách để như thế nào thì mình sẽ hàn nha. Cái cục pin này á, nó mắc 6 cục mà 11V. Như vậy thì cách mắc của nó như thế này nè các bạn. Ở đầu này là đầu cộng nè. Nó sẽ nối tiếp hai, nó song song hai cái cục này, hai cái đầu này hai đầu này cộng cộng trừ trừ, và hai cái này nó nối liền với nhau nè đó, và để tăng lượng ampe đó. Rồi ở đây hai cái nó nối liền với nhau luôn nè, và nó nối qua cái đầu cộng của cái thằng thứ thứ hai. Thì hai cái cục này là cục 3V8 nối tiếp với 3V8 là sao, là 7V2. 7V2 thì cái ampe hai cục song song với nhau là nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao ampe hơn, và nó nối vào một chỉ có một cục này thôi. Cái một cục này á là cái đầu này là cái đầu đầu cộng nối với đầu trừ nè, nè đầu cộng nè, đầu đầu trừ nè, nối với đầu cộng nè. Đầu cộng này á nha, đầu cộng này á nó sẽ ra đầu trừ, thì ra cái điểm này nè là nó lên đây là 11V, 11V, 11,5V. Thì cái đầu này nè, cái chỗ này là cái trừ nè, hai cái trừ đối đối liền với nhau, thì cái trừ với cái cộng này hai thằng này nó sẽ chung với nhau, nó sẽ ra cái điện cao hơn. Có nghĩa là theo cái sơ đồ như thế này các bạn nhìn thấy nè. Rồi các bạn nhìn thấy này nha, pin ví dụ như một cục này nè, là cộng nè, cộng nè, trừ này ha. Rồi bây giờ nó sẽ nối xuống dưới đây á, một cục nữa này, cộng nè, trừ này ha. Hai cái đầu này nối lại chung với nhau, chung với nhau. Rồi ở bên đây cũng vậy, cộng này ha, hai cục bên đây cũng vậy ha. Các bạn đấu nó như thế này nó mới tăng lượng ampe được. Thì hai cái này đấu chung với nhau nè. Rồi hai cái thằng này đấu chung với nhau, cộng này, hai cái đầu cộng của cục pin, hai cái đầu trừ của pin nối với hai đầu cộng của cục pin, đầu trừ của pin, thì hai thằng này nối chung với nhau nè. Thì có thể là ở đây mình có 7V2 không? 3V8, 3V8 là 7V6 chứ. 3V7, 3V7 là nhiêu? 6V, 7V4. 7V2 đi ha, mình ghi 7V2 đi. 7,2V. Rồi như vậy thì thêm hai cục nữa, thêm hai cục nữa nó sẽ mắc như thế này. Thì từ bên đây nè, nó sẽ nối qua một cái cục pin đây là nó quay cái đầu cộng lại đây. Cái đầu cộng chỗ này nè, cộng pin chỗ này nè, rồi trừ pin chỗ này. Rồi cái cục pin trên này á, ở đây là đấu dấu cộng nè, không? Hai cái đầu này nối chung với nhau, các bạn hiểu không? Và từ đây nó sẽ lấy ra được vôn nè, thì nó sẽ lấy ra chỗ này với chỗ này nè là 11,5V đó, là để cung cấp cho đèn led của chúng ta. Thì cộng nè, đi xuống đây, cộng trừ, qua cộng đây, thì cái điểm này nè,
À, cái điểm này nè, cái điểm này nó sẽ ra một sợi nữa, thì nó lấy hai cái phần này là cái ampere nó rất cao, à, và nó đi qua một cái cục pin này, thì nó để nó xuất ra điểm này là 11V, 11V5, thì theo cái cách đấu của nó là như vậy ha. Thì nó vào trong cái bo mạch của chúng ta đó, ví dụ chỗ này là BI này ha, rồi nó sẽ lấy một cái điểm chỗ này nữa nè, cái điểm chỗ này nè, nó sẽ đấu song song với nhau luôn, nó đấu hai cái này chung với nhau luôn, và chỗ này á, nó sẽ đi lên một cái đường dây nữa ha, gọi là B2 đi ha, B2, và nó bôi trong cái bo mạch của chúng ta. Các bạn phải đấu cho đúng nha. Cái chị đó, trời ơi, không ăn chìm trừ ra là trường hợp là nó đuổi khỏi ngành. Bây giờ này ha, mình hàng nè, rồi mình sẽ hàng vô cái sợi dây này lên đây nè, ở đây sàn vô ha.
Lộn mà đầu này nè, phải lên này nè, lộn ha. Hai đầu này chung với nhau. Chưa ra bòn nữa các bạn thấy không? Chưa ra bòn nữa. Vậy mình sạc vô nó mới ra nha. Sạc vô nó mới ra. Đo trên này có chưa nữa. Có. Cái này không vừa, chắc mình tháo bọc ni lông ra, mình bỏ cái bo mạch ở trên mới được các bạn ạ. Để thẳng ở trong bên trong luôn à, hàng đúng dây nữa hết sơn là ok. Hai cọng dây này là ra nguồn nè, lúc này mình đo ra là 11.5 nè, đây là dây công tắc nè. Rồi bây giờ mình cắm vô ha, dây công tắc ha, vô đây ok, lên điện ha, mình thọt ba vô đó. Ok. Vậy là mình chỉ thay này thôi. Cái này nó để vô nó không vừa nè. Giờ nó không vừa thì mình sẽ chế nó nằm ở trên. Đó. Ok không? Rồi đổ keo nó lại tí xíu. Được rồi.